这里面你放猪肉，猪肉，茴香，茴香，嗯，还有什么吗？没了，没有了。哦，姜，放了一点。哎，我放姜了没有？我不知道，我忘了。哎，我对你这么一说。Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ thì mình bắt đầu ăn bánh sủi cảo. Xin mời mọi người ăn bánh sủi cảo cùng với gia đình mình nha. Hai sự chúc phát là. Bánh sủi cảo này là chồng mình tự tay gói mọi người, tự tay làm. Bánh này mình sẽ chấm với lại giấm. Trước rồi thì phân xong mà đâu su, rồi hô ta xoan lọc làm mà cái này là có giấm đen của Trung Quốc, có tỏi với lại là dầu, mà dầu ớt cây nha mọi người. Thì mình sẽ chấm với cái bánh sủi cảo này mình ăn. Xin mời tất cả mọi người nha. Bé mình nó thích ăn cái này lắm. Mình thấy cái món này là mình thích nhất trong số các món ăn ở Trung Quốc. Là mình thích nhất là sủi cảo. Trước cơ sư của truy xỉu hoan tờ Trung của chiều dự. Thì xin mời mọi người nhé.怎么样？感觉你？可以啊，我做的肯定香。证明了肉的点中狂的味。就是把那肉。这是我做的，不是买的。对，我跟人家说，这是我说这是你自己做的。因为买的那种饺子特别小，自己包的都稍微大一点。对。Chồng mình gói cái bánh này rất là đẹp mọi người. Nhiều năm kinh nghiệm gói bánh sủi cảo. Cô Xuân thì chua rất là hảo. Hảo chỉ nhắn chua là sủi, chua là bao thời bia hảo khăn. Mày ơi, 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 Mày ơi,对，但是人家卖的卖小的，我们自己织的包大一点就织的薄。小的确实是好看，但是太难包了。然后做这个很麻烦。对啊，你自己包，所以肉多，织的好。我光包这个就用了一个半小时。一个半小时。那天就把我快累死了。叫我们làm một tiếng rưỡi mà làm được có 50 cái mọi người.Nói chung là làm món này rất là phức tạp, nhưng mà ăn rất là ngon. Thật hỏi chưa rồi. Trời ơi, cái món này là món mình thích nhất ở Trung Quốc luôn á. Đây là món tôi thích nhất ở Trung Quốc. Cảm ơn, cảm ơn. Tôi đại biểu Trung Quốc, cảm ơn. Thật sự, làm cái này rất là phức tạp. Nếu bạn không làm tốt跟我包的话，弄这个它，就是饺子皮必须要捏好，捏不好漏水了就不好吃了。对，煮的时候它水进去就不好吃了。
我也包，但是我包的方法没有你包的好看，就知道了。嗯。Cho mình nói là để sau này khi nào chồng mình làm á, thì mình quay lại clip cho mọi người xem rồi chồng mình dạy mình cách bao luôn, cách gói cái sủi cảo này luôn. Trời ơi, ăn cái này là ngon hơn cả cái mì Tân Cương luôn. Nói chung là bánh sủi cảo là ngon hơn cả bánh bao, ngon hơn tất cả các loại bánh của Trung Quốc mà mình cảm nhận được. Và cái bánh này là tốt đến đó, mọi người nhà nào cũng gói, nhà nào cũng ăn hết á. Giờ nào mà mình chơi trong vườn lá thì là mì chơi trong vườn rồi chơi sao mà? Trong vườn rồi. Hồi xiang. Hồi xiang. Hồi xu đó hồi mà. Hồi xu đó hồi, 上面加个草字头。嗯。我们越南叫啊，拉提拉。拉提拉。对，ăn cái này là mình phải chấm với giấm nó mới ngon nha mọi người. Giấm đen của Trung Quốc, xong rồi hấp cái nước thang của nó nữa. Hơi tiền thăng. Con gái mình nó ngồi nó ăn. Cái bà bảo cho cái bà bảo ý cơ bà bảo chưa hoàn lắm. Con gái mình ăn xong rồi giờ cho nó một thêm một. Nghe nói bạn muốn ăn 5 cái, bảo bảo đều ăn, đây là thứ 4 rồi. Thứ 4 cái rồi. Chính là ngon chứ. Con gái mình ăn 4 cái bánh rồi mọi người. Trơ mà ta thay chưa sư cơ, thay 应该 chưa 5 cái bạn. Nên 5 cái chưa bảo là. Nói rồi xí hoa mấy người hơn rồi. Mấy sư, từng ý hồi sau, vàng sau gửi vừa. Mình còn nấu cháo nữa nhưng mà ăn cái bánh này xong rồi tối nay mình sẽ ăn cháo. Còn mình gói rất là to cho nên ăn cũng nhanh nhanh no mọi người. Trên đây mình thì phan chu râu. Chu râu. Hồi xiang. Hồi xiang. Hay là mà mà. Mày là. Mày là. Ồ, jiang. Phan đi tới. Ê, bố phan jiang là mày không? Bố bố ra. Bố bố là. Ê, bố đi. Nhi xong mình xuống. 就是猪肉茴香姜没有了，不放葱，因为放葱的话就没有茴香的味道了。嗯，放茴香就不放葱，放葱就没有茴香的。白菜的可以放葱，别的菜的可以放葱。茴香因为它有自己的味道，特别的味道是吧？嗯，这个放葱，放葱的话就味儿变了。嗯，包别的饺子要放葱。对，就茴香的不放。这个它有味道，很区别了。然后酱油啊。盐啊，哇，什么？那你那天怎么不跟我学呢？那像我白宝宝啊，红宝宝睡觉啦，所以啊，因为那个时候你太忙了，回家就半夜你才做呢。我就是的，哦哟，怎么就怪我吗？哎，特别好，特别好。bữa đó là chồng mình gói bánh. Súp hạt sả. Ừ.Chay nó một tiền. Bữa đó trong mình gói bánh nhưng mà khuya quá mọi người, cho nên mình không, mình ru bé ngủ nên mình không có quay video được. Cho nên là bây giờ chồng mình nói là lần sau chồng mình sẽ quay lại cho mọi người xem cách chồng mình gói. Phải là cái bảo gan má chứ chồng. Ừ. Đâu mà phải là cái bảo. Đâu. Ừ. Cái này là dầu ớt cay của Trung Quốc này, mình sẽ thơm một ít vào.用这个筷子吗？随便。就把木头放。那，嗯，我味鸡鸡呢？给爸爸。宝宝吃慢一点，宝宝。给爸爸。刚才我们吃饱了。他吃了四个是吧？哦，我感觉他很能吃，起来。可以了，差不多就可以了。嗯，这太饱了。起来呀。
Ôi dồi ôi, thấy chung là cho con gái mình nó ngồi ở trên ghế cho nó chơi. Anh xong no rồi. Nghỉ chưa bà, nghỉ chưa?哦，对，我还放香油了，对，我忘了嘛。放什么？香油，香油。香油啊。嗯。芝麻油啊。芝麻油，对。嗯。放芝麻油更香一点。嗯。这个茴香就是香。嗯。好香。嗯。我感觉这个茄子比巴塞茄子好吃。啊。可能我盐放的有点少了吧。嗯。我感觉酱醋就刚刚好。宝宝，你吃饱了？嗯。我吃饱了没有啊？嗯。这个饺子对他来说也差不多了。哪只饺子啊？嗯。我就好像五个了吧。Cái bánh này chồng mình gói to cho nên ăn rất là nhanh no mọi người. Ừ. 你们那边把这个菜叫什么？提拉，拉提拉。提拉。对。拉提拉。对。还是提拉。提拉是它的名字，然后拉就是叶子。哦。嗯，拉提拉。是提拉的叶子是吧？对。嗯。它好吃，中国的饺子在国外都有了，都很有名。哦，在美国也已经有名了。哦，我们那边也有卖这个，就是在中华的。我见过你们那边的包子，特别大。嗯，特别大。这么大，我感觉我吃一个半可能就饱了，比你们的包子更大，大多了，大得差不多一个有这么大吧？对，啊，里面放了多肉，我感觉那个一个包子可能还没饱一个半吧，差不多就。我们就正常的就一个，早上就一个，那可以。但是饺子也跟你们做的差不多，如果卖的话就做小小的。那边也有中国人卖的饺子，应该做的没我做的好吃。对，因为他那边做的是以你们那边的口味来，对对对，不是以中国人的口味来做的，有一点区别。嗯，然后也做小小的，我喝之后就够了。Anh cái này hấp nước canh nóng nữa vào mùa đông. Số 1 mọi người. Con ăn no chưa? Hả? Thu rồi cho mà ta. Chua hảo cái ba chua. À, tôi chưa bảo lận. Gì đó? 我给你咬了好像十个吧，十个。然后你说吃五个，我觉得五个你应该吃不饱，吃了九个。不是不是，我就这么多吗？嗯，我给你弄了十个。哎呦，然后你说，我就吃五个。mình cứ nghĩ là mình ăn năm cái nhưng mà mình我都不知道我吃这么多，那么 mình ăn lần chín cái rồi mọi người。没事，你把那个也吃了嘛。嗯，正好吃完十个就行。好，và hôm nay video của mình đến đây là xin tạm dừng nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Tạm biệt. Tạm biệt.